đang xóa rồi mà không hết chị ơi. Ba lần rồi, hu hu, chị xóa bằng gì và mấy lần ạ? À, cái này thì mình xóa bằng máy laser bình thường, cũng như các cơ sở khác đều xóa bằng máy laser bình thường nhá. Mình xóa được 4-5 lần rồi, nhưng mà cái chỗ mình xóa ấy thì nó sẽ có máy là sẹo, cho nên là mình làm không bị sẹo. Mọi người có thể nhìn kỹ này, chứ không phải là lồi hẳn lên như các cơ sở khác. Mình thường thường á, trước rất là nhiều người khuyên mình là đừng có đi xóa, xóa sẽ bị lồi thịt lên các thứ, trông rất là kinh. Trước kia mình còn search Google, mình tham khảo rất là nhiều luôn, mình cũng thấy rất là sợ luôn. Nhưng mà từ khi mình đi xóa xăm ấy, nó không đau và cũng không bị sẹo. Đặc biệt là mình không phải kiêng một cái gì ngoài nước nha mọi người, ăn uống các thứ rất là thoải mái. Chỉ là không được nước vào thôi, tại vì nước vào rất dễ bị sẹo. Còn ăn uống thì rất là thoải mái, không sao cả. Đây mình xóa 4-5 lần và được thế này là quá quá ok rồi ấy mọi người.